Buổi sáng nay, ngoài việc thu vé xe buýt, anh Hiệp còn đảm nhận thêm nhiệm vụ quan trọng là nhắc nhở hành khách về việc tăng giá vé mỗi khi khách lên xe. Anh muốn đảm bảo rằng tất cả mọi người đều biết về sự thay đổi này, dù thông tin đã được dán trên xe. Bác sẽ lên, đây là báo với cả khách là tháng này là giá vé sẽ lên 10.000 một vé. Công ty đã tuyển cho anh em chúng tôi là đến tháng bắt đầu tháng này là giá vé xe buýt lên 10.000, cho nên tôi đã tuyên truyền với cả khách là khách hàng là tháng này là bắt đầu là giá vé lên, cho nên là không có khách hàng nào phản ánh về giá vé lên cả. Còn với sinh viên thường xuyên đi xe buýt như Huyền My, mỗi ngày em đều phải di chuyển 4 chuyến xe buýt từ Long Biên đến Cầu Giấy để đi học. Với quãng đường xa như vậy, xe buýt vẫn là phương tiện di chuyển tiết kiệm và thuận tiện nhất. My cho rằng mức tăng giá vé xe buýt lần này hoàn toàn chấp nhận được, nhất là khi sinh viên được ưu đãi mua vé tháng. Em nắm được thông tin này từ mấy hôm trước rồi ạ, và việc tăng giá xe buýt này thì đồng thời nó là cả vé tháng và vé ngày, nên là em cảm thấy khá là bình thường, tại vì em là sinh viên, em phải đi học rất là nhiều, cho nên là dù nó đã tăng giá nhưng mà nó vẫn là một khoảng giá rất là hợp lý để em chi ra để đến trường hàng ngày ạ. Xe buýt đối với bọn em vẫn là một cái phương tiện giao thông khá là đem lại khá nhiều dịch vụ tiện lợi. Em thấy là cái việc tăng 40% giá vé tháng từ 100 lên 140 thì không có quá nhiều ảnh hưởng đến biến động sinh hoạt của em. Bởi vì là tần suất đi xe buýt của em hàng ngày khá là nhiều. Em đi học hàng ngày bằng xe buýt và thậm chí là đi về quê cũng bằng xe buýt thì 140 vẫn khá là rẻ so với cái số tiền để sử dụng các phương tiện giao thông khác ạ. Hà Nội hiện có tổng 153 tuyến buýt đang khai thác, vận hành. Trong đó có 128 tuyến buýt trợ giá. Từ năm 2014 đến nay, thành phố Hà Nội đã không điều chỉnh nên giá vé đang thấp so với mặt bằng thu nhập của người dân. Chi phí giá vé xe buýt, chi phí đi lại chiếm khoảng 10% tổng thu nhập, trong khi các yếu tố đầu vào phục vụ cho hoạt động xe buýt đều đã tăng cao so với trước đây. Việc trợ giá cho vận tải hành khách công cộng về bản chất là trợ giá trực tiếp cho hành khách đi xe, nên người dân chi trả thêm thì ngân sách sẽ giảm trợ giá, góp phần giảm áp lực cho ngân sách thành phố. Lần này thì chúng tôi điều chỉnh là với vé tháng thì tăng đồng loạt lên 40%. Với vé lượt thì chúng tôi tăng theo từng cái mức cự ly di chuyển của khách, cự ly tuyến. Có mức là tăng thấp nhất là 1.000 đồng cho một lượt do cái sự phát triển của mạng lưới tuyến. Cái cự ly tuyến cũng được kéo dài rất nhiều. Thì là chúng tôi có đề xuất thêm một cái mức giá vé mới. Đó là những cái cự ly mà tuyến trên 40 km thì sẽ là với mức giá 20.000 đồng. Đấy là một cái mức giá vé mới mà trong cái chính sách vé lần này chúng tôi có đề xuất với ban thành phố. Cái việc điều chỉnh giá vé thì cơ bản được người dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên cũng có một số lượng ít cũng có thể là ảnh hưởng đến cái tâm lý của hành khách khi mà điều chỉnh giá vé. Qua cái đợt điều chỉnh lần trước của năm 2014 thì theo cái số liệu của chúng tôi ghi nhận được thì có thể 1-2 tháng đầu tiên thì sản lượng có thể giảm một chút, giảm rất nhẹ. Nhưng sau đó 1-2 tháng sau thì sẽ lại phục hồi trở lại. Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn từ 2031 đến 2035 sẽ thay thế xe buýt chạy bằng dầu diesel sang 100% xe buýt điện. Việc tăng giá xe buýt cũng là tiền đề để thực hiện mục tiêu này. Mặc dù điều chỉnh tăng giá vé, nhưng thành phố vẫn giữ nguyên thẻ miễn phí không thời hạn áp dụng cho người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Thẻ miễn phí xe buýt có thời hạn đã phát hành vẫn có giá trị sử dụng và không phải đổi thẻ khi hết hạn.